Người nhà xuống nha cả Thành, cậu Thành, cậu Thành và người nhà xuống nha cả nhà. Cậu Thành và người nhà nay sáng nay xuống mộ của cậu Năm. Chị Nga cả nhà, chị Nga là tốt thuốc cho cậu Năm. Sáng nay thì khán giả tới đông lắm nha cả nhà. Khán giả tặng cầu cái ly nha cả nhà. Quá quá trường hình luôn. À coi coi cậu Năm. Chị kia mới tặng con chó cậu Năm đó. Mấy cái gì mấy phút rồi? 5 phút rồi. À tặng cầu cái ly nha cả nhà. Cái này rất là đẹp. Rồi đây con cầm cho cậu nha. Đó. À, hôm nay có chị mang con chó tới tặng cậu Năm. Ủa có tặng cái chó hả? À con có bông hả? Tặng con chó thiệt. À, sáng nay rất là đông nha cả nhà. Cái ly của khán giả tặng nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Dạ chào cậu Thành, cậu Thành rồi cả nhà chuẩn bị ra về nha cả nhà. Cậu về lại bên bên phía tại xíu nữa tham dự đại lễ nha cả nhà. Đi xe hơi nha cả nhà. À, dòng cái xe. Rồi, chuẩn bị xe về nha cả nhà. Rồi, cậu Thành về. Quá wow. Lái xe chiến lắm nha cả nhà, nhìn nhỏ nhỏ con thôi chứ lái xe rất là chiến luôn. Đó bây giờ khán giả đến rất đông nha cô chú anh chị. Sáng nay đến đông luôn. Giờ em thấy là có một chị bận đồ lam Phật tử nha cả nhà, mang hoa đến để viếng cô Năm. Đây cô chú anh chị. Sau khi viếng xong thì đứng ngắm những di ảnh của cậu cũng như là chụp hình nha cả nhà. Đó, rất là lâu luôn rồi. Chứ không phải là đến thì chị để thắp nhang xong rồi về nha cả nhà. Đó. Chú anh chị đến đây là để ngắm rồi chụp hình quay phim. Đó, giờ đã ngồi đây nè cả nhà thấy không? Rất là thương nhớ cậu luôn. Rất là đông nha cô chú.
Đây có anh, có anh khán giả này dắt con theo nha. Đó. Rất là đông luôn cô chú. Nghe là cô này xúc động quá đứng khóc rồi cả nhà. Đó, thương không? Rất là xúc động luôn á, cô đứng khóc nãy giờ rồi cả nhà. Khóc nức nở luôn cả nhà ơi. Trời ơi thương á. Đó, rất là thương luôn. Cô này đứng khóc nè. Đó, cô khóc quá trời khóc luôn rồi cả nhà. Đó. Cô khóc quá trời rồi. À đây đây là cô này mang gấu bông tới nha cả nhà. Cô này mang con chó tới nha cả nhà. Con thích chó, con bươn chó hả? Ôi cưng quá các ơi, rất là đẹp luôn ha. Chó đẹp ha. Biết ơi, con chó bông. À, chó bông nha. Để đây để ra nó giữ mộ, giữ mộ luôn á. Để giữ bông luôn luôn đó. Hôm nay là vô là lên đủ nha. Dạ. Mà lấy dạ, nghe không ai lấy đâu, tại cũng còn năm mà lấy là tối còn năm về là mày còn năm đó. Đúng không? Dễ thương ha. Đơn giản mà rất là dễ thương cô chú. Chú cho bông tình cảm của cô này ha. À cô ơi, cô đâu? Của Cà Mau hả? Ô, con chó Cà Mau lên hả? Mua ở đây. Mua đây hả? Ô. Cô nghĩ sao mà cô tặng con chó để canh mộ cho cậu Năm vậy? Nhà cậu Năm có con chó mà cậu Năm mất rồi, chó nó buồn á. Mà cậu Năm rất thích chó nha. Dạ, cậu Năm thích chó nữa. Dạ, cảm ơn cậu cô nha. Cô rất là đúng ý của cậu luôn á, cậu rất thích chó. Chắc cậu Năm mừng lắm. Hiện tại là khán giả tới rất đông nè cả nhà. Con chó đó là nó chưa được lên mộ, hôm bữa là nó nhảy lên xe rồi quý cô chú ơi. Đó. Cô chú anh chị xem rất là đông luôn. Rất là nhiều khán giả từ phương xa đến nha cả nhà. Đông lắm luôn. Đó, em quay cho cô chú anh chị xem đó. Đó. Chứ không phải là nói không đâu. Đó. Cô chú anh chị xem trực quan rất là rõ luôn. Khán giả đến rất đông luôn. Thôi thì clip em cũng đã dài rồi, em xin tạm dừng clip tại đây. Xin chúc cô chú anh chị một nghỉ lễ an lành và hạnh phúc nha. Nhớ xem clip của em thì đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh, chia sẻ cho video của em nha. Và em xin chào và hẹn gặp lại.